Let me go down. Okay, thank you. I'm Cain Leonard. I'm not Buddhist and I don't meditate. But I'm very interested in both. I saw a cartoon one time that had a group of people in the room, and there was a leader instructing them in yoga at the front of the class. You were telling the story that you met me? Yes, I'll get to that. Equally strange. And the yoga teacher said, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, and gently release your cell phones. Laughter, please. So if you would, turn your cell phone off, please. That would be great. Thank you. Welcome, everybody. I am Cain Leonard, and for a long time I've been attracted to the kindness in Buddhism. And I'll never forget hearing the Dalai Lama, who said, when asked what his religion was, said it was kindness. And I thought that was fantastic. Tonight, I think most people have heard my little funny story of how I met my Buddhist monk friend, who I'm going to introduce in just a second, as we were standing side by side looking at hardware at Lowe's, looking at screws. And I looked in the corner of my eye and I saw this young man, only in his 40s, and he was wrapped in orange, and I said, sir, are you a Buddhist monk? And he said, yes, I am. So naturally, I said, how you doing? I'm Cain Leonard. So from there, we kind of we kindled a friendship together, and he came over to our house, and Dee and I had lunch with him, and he invited us over here. And he had told us that his master, which, if you're not acquainted with that terminology, is teacher, mentor from Vietnam, was coming soon. And I said, do you think he would mind speaking to a couple of my friends if we came out? And he said, yeah, I think he would. So I thought at least we could get two or three people here. Everybody asked, can I bring a friend? I said, sure. So that's what we're doing here tonight. And I would like to introduce my Lowe's Buddhist monk friend. And did you ever think that you would be sitting in a Buddhist retreat center in Long Shoals in the woods? Anybody? Anybody? So what we'll do, the same thing when I introduce my friend Ty. If you feel comfortable, you can bow. It's just an Asian sign of respect, and you certainly don't have to if you don't want to. So at this time, please help us welcome Ty Phong. Well, first of all, I would like to welcome everybody here. It is our first meeting, or first greeting, rather. It's an extremely pleasure that Cain was very kind enough to organize this meeting. And it was very overwhelming, more than what we expect.
today is my master gaming, which is a very rare occasion that he's visiting from Vietnam. If you don't mind, I'm just going to tell you a short history of my master before he gives his speech. He has been a monk pretty much all his life, ever since he was young. And he's practicing the Zen Buddhist, the Vietnamese, the Forest Zen Buddhist sect. And that's the, basically it's meditation. It's a combination of the Japanese and the Vietnamese, and it was basically merged together to create the Vietnamese Zen. But ultimately, it's the same practice that directly coming from the Buddha teaching. So he has been preaching pretty much around the world, but mostly in the Asian community, the Buddhist cycle. He currently helping the statues, pretty much the first in line in the Vietnamese Buddhist sect in Vietnam. He has met the Dalai Lama and a few other well-known like Master Thich Nhat Hanh, which is some of you already knew. So he's very knowledgeable, and not just in books or in lecture or in scripture, but in personal practice, which he devotes himself more onto, which is experience rather than lecturing. So that's a little bit a brief history of my master, which now I'm going to turn to him so that he can raise his voice. Excuse me. Trước tiên thì chúng tôi cũng qua nơi này, và hôm nay thì được vui mừng được gặp gỡ quý vị, mà cũng được biết là quý vị cũng có cái tâm để mà tìm hiểu thêm về Phật giáo Thiền Tông, mà thì đó là cũng là một cái điểm tốt lành để chúng tôi cũng có dịp để cũng trao đổi một ít điểm để giúp thêm cho quý vị cũng được có cái hiểu thêm về thiền, để cũng có cái ứng dụng trong cuộc sống nó được để thiền hơn. First of all, we are very very grateful to have you all here. It's a rare occasion that I'm visiting from Vietnam, and it's also a very joyous to acknowledge that your interest in learning the Buddhist meditation or meditation singly, it's my great opportunity to share my experience with you, so that you can apply meditation singly, which is, you know, it doesn't have to, you don't have to be a Buddhist. That's what we're trying to say, that you can learn meditation and apply it into your daily life to have a better physical and mentally life. Thì ở trong gọi là Phật giáo cũng có nhiều cái pháp môn, mà trong đó thì chúng tôi là tu tập theo cái pháp môn gọi là thiền. Mà đúng ra thì cái pháp môn thiền đó thì nó cũng là không có gọi là nặng về cái hình thức tôn giáo lắm, mà cho nên rồi thí dụ quý vị mà có đạo Phật hay không có đạo Phật thì quý vị cũng có thể thực tập thiền được. Cái đó là cái cũng là một cái phương tiện hay là cái ý nghĩa nó cũng được rộng rãi, và người tu tập cũng ít có bị trở ngại. The beauty about Buddhism, the meditation, is that like I mentioned earlier, you don't have to be a Buddhist to practice meditation. We are tends to focusing on a lot of your spiritual minds, per se, rather than your
most your belief, you can still have your belief or your own religion, yet you can still apply meditation to whatever religion or your practice that you may have. So it is not going to be a contradiction to your practice of religion, but yet that's one of the beauty about meditation, is that you everybody can learn from all from people from all walks of life can also be benefit from this meditation practice. Thì bởi vì thường thì chúng ta sống là cái gọi là tâm hồn của mình thường bị hay phân tán, cho nên rồi những cái nghĩ những cái tưởng của mình nó bị chi phối nhiều, mà rồi nhờ cái phương pháp thiền là giúp cho mình có những cái cách để mình tập trung cái tinh thần của mình trở lại, để mình có được cái sức ổn định tinh thần và có cái gọi là sức mạnh trong cái tâm hồn, rồi mình tu tập để mà làm chủ trở lại trong cái nội tâm của mình đó, để mà đối với những cái cảm xúc của mình đó, mình có được những cái sức gọi là tự chủ đối với cảm xúc nó nhiều hơn. In this life, as you know, there's so much distraction. There's so many activity, action, you know, all sort of distraction in this world. Meditation tends to give us the benefit of focusing on oneself, or controlling your mind, or basically being more awareness of your mind. And thus, being able to control your mind or being awareness of your mind, your thoughts, you are going to be more productive in pretty much all of your actions, even your thoughts and your thinking. So that's the benefit of meditation, is to give you a better mental life. Yes, that's one of the benefits. Thì cái phương tiện ban đầu là dùng để mình gọi là tập để mình điều hòa cái hơi thở của mình, không? Bởi vì thường ví dụ như quý vị thấy mình đi mệt, hay là mình khi mà bệnh hoạn, hoặc là khi mình nóng nảy chẳng hạn, thì cái hơi thở mình nó hỗn hển, hoặc là hơi thở nó dồn dập, không? Thì cái tâm của mình đó nó cũng là loạn động theo. Bây giờ mình tập để mà điều hòa cái hơi thở cho nó được điều hòa, nó nhẹ nhàng, nó ổn định, thì cái gọi là tâm mình đó nó cũng theo đó mà nó được ổn định, nó được tập trung trở lại. Yes, as you know, breathing is a very essential. It's an essential tools or means of practicing meditation. First, we have to control our breathing, like Kane mentioned earlier, that any of you would probably be aware that when we are angry or upset, we get short breath. Am I correct? but yes, it's our breathing will get short, our temper, our minds is going in commotion when there's certain thoughts or a certain distress that happening, so that's our body temperature, our blood pressure, and all these change. When we learn how to practice meditation through the basic fundamental with breathing, then we'll be able to control those situations in a distress situation a much more clear and much more productive way. Thì khi mà tâm mình mà nó có được có sức tập trung á, thì cái trí của mình nó mới có sáng, nó sự phán đoán, sự nhận định của mình đó nó sẽ nghĩa là đúng đắn, nó sáng suốt nhiều hơn. Thí dụ cũng như mình thường thường á, trong nhà mình thí dụ mình có lỡ hôm nào đó mình quên mất cái chìa khóa đó, chìa khóa tủ mà quan trọng, rồi cái mình nghĩa là lăn xăng hoảng hốt mình lo tìm từ hoài không ra, đến thì mệt rồi đó, cái mình ngồi nghĩ
thì bất chợt cái mình nhớ ra, không? Thì cái này cũng vậy, khi mà tâm mình nó được ổn định, nó được tập trung, không? Thì cái sức nhận định của mình hay là cái trí tuệ của mình đó, nó sẽ có sức phán đoán, nhận định, nó sáng suốt, và như vậy thì mình nhận định những mọi việc đó nó sẽ bớt sai lầm nhiều hơn. So in through your breathing, you will be able to learn how to control or see your thoughts, your trance of thoughts, your erroneous monkey minds more clear. And once you are into the routine of that, you'll be able to your mind is definitely a lot more vivid or more conscious of the awareness of your surrounding, your emotion. Let's say, for example, he said, someday you forgot a pair of keys to your doors or to your house or someplace, and you misplace it, and you running around trying to find it, but you could not because you misplaced it until you get tired out. And when you sit down and calmly think, go through, backstep, retrace your mind, backstep, then you'll be able to be able to find out exactly where you left the key. And the same thing with practicing meditation, it's to look back, to go, to retrace your own self, retrace your mind, your thoughts. And that's the key element in practicing meditation, which the fundamental process is obviously the breathing. And that's the key element in practice meditation. Rồi thì mình nhờ cái sức gọi là tập trung tâm nó ổn định đó, thì nó giúp cho mình thêm gọi là cái tâm gọi là mình để mình gọi là làm chủ trở lại những cái cảm xúc của mình đó, tức là mình cái đời sống của mình nó sẽ có cái tâm nó trầm tĩnh nhiều hơn, trầm tĩnh để những cái cảm xúc của mình, ví dụ như cảm xúc khi mà có như buồn phiền không, hoặc là tức giận chẳng hạn, thì mình có sự điềm tĩnh để rồi mình nghĩa là chuyển hóa, mình làm chủ trở lại trong những cái cảm xúc đó, thì như vậy là cái gọi là tập cái tâm hồn mình nó ổn định lại và nó tránh được nhiều cái gọi là lỗi lầm mà mình gọi là thường sống, gọi là mình thiếu cái mất cái tự chủ đó, cái những cái mà mình nhiều khi không muốn làm nhưng mà rồi do mất cái tự chủ mình làm, bây giờ mình tập để mà kiểm soát trở lại nơi nội tâm của mình. Yes, so through meditation you be able to control yourself and your action a lot more than the one that doesn't practice meditation. Your mind is more calm when you're dealing with a distressed situation. With meditation, you'll be able to seize your thoughts, basically, or calm down and be able to control your emotion a lot more. For instance, once you are well on your way onto practice, which is, once you are comfortable with your practice in meditation, then you, when you have a distress like a bad day or like a bad news or anything that is thrown against you in your daily life, you'll be able to control and control your emotion. That way you don't make mistake, which the example he gave was, if you look back, trace back to yourself, if someone being angry at you or saying something that wasn't nice to you, then your thoughts, most of us tend to lose our temper, then we react. So when we react, normally it's gonna be a negative and a negative, which is we're gonna be it's not going to turn out a pretty good, a good picture. But once with meditation will help you is that you be able to control that emotion, that anger that wasn't really really exist, doesn't really exist, but it's just our thoughts that
that, you know, having all this bad negative energy, the bad vibes. Yes. I'm so sorry that my English and my memory is not as good. There's definitely there will be a loss in translation, and I really apologize. But please don't hold it against my master, because I know that his knowledge, his wisdom is a lot beyond my ability. So please, I apologize if I don't translate all of his meaning, but I'm doing my best. But if you have any question or any concern or anything like that, please don't hesitate. You can ask him after his lecture. Khi mà mình mà tập nó quen nó có thuần thục rồi đó thì mình có cái sức gọi là mình tự chủ, mình làm chủ lại những cái gọi là nghĩ, những cái tư tưởng hay những cái nghĩ tưởng của mình. Cho nên khi mà cần nghĩ thì mình nghĩ, không cần nghĩ thì mình cũng không nghĩ. Đó, thì mình có thể mình có sức tự chủ lại. Còn bình thường á mình nhiều khi mình là bị nghĩa là nô lệ cho những cái nghĩ tưởng của mình, những cái mình không muốn nghĩ tưởng mà nó lại bắt mình nghĩ tưởng. Còn nhiều khi cái mình muốn nghĩ tưởng mà lại nghĩ không được, thành ra nó thiếu sức tự chủ. Like if we don't, if for someone who doesn't practice meditation, we tend to not be able to control our thoughts. Per se, sometimes we just don't want to think, but your mind is constantly running. And that's, I know that every one of you here experienced that. Even though you say you want to go to sleep, per se, but your mind keep on thinking, and it doesn't stop. But meditation will help be able to help you to control that, and you'll be able to see that thoughts, that erroneous thoughts, that running, the monkey mind we called it in the meditation house, the Zen house. But yes, with meditation, you'll be able to control that thoughts and that emotion a lot more than ones that doesn't practice. Because you be able to do, because thoughts transfer to action. If our thoughts is wrong or, you know, in a commotion, our action tends to have that, the tendency of going to the negative way. But if our thoughts is more positive, our action become a lot more positive, and meditation will help you with that. So you be able to control your thoughts and action a whole lot more. Rồi thì trong khi đó mình quan sát cái tư tưởng của mình thì mình thấy rằng khi mà có tư tưởng á thì mình cũng nhận rõ biết được những cái tư tưởng, rồi khi mà tư tưởng nó dừng á thì mình cũng nhận biết rõ được những cái tư tưởng nó dừng, thì mình mới phát hiện ra nơi mình những cái tư tưởng lâu nay mình chỉ biết là trong nội tâm mình chỉ có tư tưởng thôi, nhưng mà bây giờ mình mới nhận phát hiện ra là gì, là cái tư tưởng đó là thành ra cái đối tượng mình nhận biết nó, vậy trong đó còn có cái nhận biết lại cái tư tưởng nữa, thành ra mà cái này lâu nay mình lại hình như là chưa có nghĩ tới. This is a little bit more deeper. It's he was saying that all this time that we've been thinking, and we think that our thoughts is our self. We think we are happy, we think that we are sad, for example. We think we are angry, so we think that is our self. But with meditation, you'll be able to see that when you are angry, you see the thoughts, the angry thoughts, or the negative thoughts that are in your mind. Or when you are sad or you're happy, you see all that thoughts. You see, if you reflect yourself, you'll be able to see that. So if the angriness or the joyness or whichever that you're feeling at that moment is you, then when you are sad is you, when you're happy is also you. So which one is you? That's what he's trying to get the message, is that your true self is not all these thoughts that we are always thinking that's what we are, our feeling. That's what we think that is our true self.
Because if it's our true self, then you can't be multiple than multiple. When you are sad, then you are always going to be sad. When you are happy, you are always going to be happy. So these thoughts is something else. What is acknowledging or what is being aware of these feelings, that is what we're trying to, what the meditation, that's when meditation come in, is that you be able to step back and see all these feeling, all this emotion, all this thought that is beside yourself. Am I, are you, mm-hmm. Oh, okay, yes. Thank you. Hey. Khi mà mình gọi là có cái sức mà gọi là nhận biết rõ, làm chủ cho lại mình như vậy đó, thì mình nghĩa là biết được mà nơi mình lâu nay là mình chỉ gọi là bị cho những cái tư tưởng đó, những cái tư tưởng, những cái ý nghĩ đó nó chi phối mình. Bây giờ mình hiểu ra rồi thì mình mới thấy nó có những cái mà nó vượt lên trên thêm. Cho nên như là lâu nay có nhiều vị mà đọc sách đó, như của ông Đề Cạc hay gì đó, ông nói rằng vì tôi suy nghĩ nên tôi hiện hữu. Thì khi mình tu tập rồi mình mới thấy là câu đó chưa có hoàn toàn đầy đủ, bởi vì nói là khi mà tôi suy nghĩ cho nên tôi ngủ, vậy thì khi mà tôi không suy nghĩ thì tôi không hiểu hay sao? Còn bây giờ đây mình thấy rõ, khi không suy nghĩ tôi vẫn hiện hữu, có suy nghĩ hay không suy nghĩ tôi vẫn hiện hữu, chứ không phải là vì suy nghĩ cho nên tôi mới hiện hữu. Cho nên đó là cái nhìn nó là sâu thêm trên nội tâm của mình. He mentioned a philosopher. That said, Deacon, I'm not familiar with his name, but he's a great philosopher, that he said, I exist because I think. So you heard him, yes. What is his name? Descartes. Descartes. Yeah. Yes. Think, therefore I am. Yes, therefore I am. So everybody think that that's a great philosophy, that's a great saying. But my master said, that is not a great thinking. Because if I don't think, then where I am, then who I am. Because he said that if I think, then I exist, therefore I am. But he said that even if you don't think, you still exist. Because there are time in your practice, your meditation, or let's say when you sleep, do you think when you sleep? But you still exist. So it's the message of that he's trying to get across is that you be able to control your feeling, your thoughts, your true self, because we always have been our own slave. Your emotion, you dealing with a distressed day, you run down, you think the world is coming to an end, because we think that that's what we feel and that's what we are. But once you practice meditation, you know that that feeling doesn't ever last. So it's only existing because of condition. And if it's existing because of condition, then it doesn't really exist. It's not your true self. It's temperamental. It comes and goes. So you basically through meditation, you be your own master, and not being you creating this slave within you, and that's what he's trying to lay across. And thì cũng mong rằng là quý vị cũng có tìm hiểu thêm thiền rồi quý vị. Có thêm những cái thời gian mà quý vị có thực tập thêm đó, thì nó sẽ giúp cho mình thêm những cái tinh thần nó ổn định, nó trầm tĩnh nhiều hơn. Thí dụ cũng như là quý vị khi mà đi làm việc
vào trong cơ quan hay là công sở, thì hôm nào đó, sáng hôm nào đó mình đi vào làm việc mà trong gia đình nó có cái việc gì nó hơi buồn bực, tâm hồn nó bất ổn định thì vào làm việc mà nhanh liền á thì có khi là nó sẽ có những cái gọi là mất hay. Nhưng mà nếu bây giờ có thực tập thì tâm nó có sự trầm tĩnh ổn định trở lại đó, thì những cái cảm xúc đó mình cũng gọi là có sự chế ngự nó, làm chủ đại bớt thì rồi cái làm việc nó sẽ tốt đẹp hơn. So yes, I do encourage you to practice meditation however that is most suitable for you. He also gave an example that would say that someday when you go into work with a heavy burden mind in your mind, that something has went wrong in your family per se, that when you go to work, you're pretty much sure that day is going to be a bad day, that whatever you, you're probably not going to be productive basically. You are going to be probably generating mistake because all of this thought that in the back of your mind that is, you know, your worryness, all this negative energy, that when you practice meditation, it will help you be able to minimize those feeling and thoughts and definitely be more productive with your day. And you know, through your meditation. So yes, I do encourage you to practice meditation. Rồi, ví dụ như quý vị mà thực tập thì trong những cái lời nói hay là những cái cử chỉ, những cái hành động của mình đi đứng vân vân thì mình tập nó có sự ý thức nơi mọi việc làm của mình hết, mình làm cái gì mình cũng có ý thức được, không rõ ràng, giống như là thân mình ở đâu thì tâm mình cũng ở ngay đó. Cho nên rồi nó có sự sáng suốt rõ ràng. Còn thường thường là chúng ta nhiều khi á, nghĩa là thân mình ở một nơi nhưng mà tâm mình ở một nơi khác. Ví dụ như thân mình đang ngồi trên bàn làm việc nhưng mà tâm mình đang nghĩ ở chỗ khác, thành nó đi chỗ khác. Cho nên rồi nó nhiều khi nó mất ổn định. Through meditation, he said that you be able to, like I mentioned earlier, it's you be able to control your mind a lot more, to be more awareness of your surrounding and your action, and through that you be gonna be less mistake with your action. The example he gave was mình tập làm cái gì là mình ý thức được trong cái việc làm đó, mọi hành động ý thức được là tâm thân mình ở đâu thì tâm mình cũng ngay chỗ đó. Yes, yes. I'm sorry. He said that with meditation you'll be able to be aware of your body and your mind. Wherever your body is, that's where your mind will be. And every step, every action that you do, you'll be presently living with the present, and that way definitely you're going to be a lot more productive because your body and your mind is always at the present, and living with the present is because he said that let's put some time, for example, right now for many of you, some of you may have been sitting here, your body, your physical body may be here, but you may be thinking back at home, oh, I forgot to turn off the stove, or, you know, so those kind of erroneous thoughts, that the negative energy that was draining us, and that's what he said is meditation, will be able to, you'll be able to be more present and more living with the present and more be more productive. Quý vị mới thấy nhiều khi mình gọi là phung phí chất xám của mình rất là nhiều, phải không? Có những cái, phải không? Thí dụ như những cái điều mình gọi là không cần nghĩ, không đáng nghĩ, nhưng mà mình chỉ có thói quen là nó cũng bắt mình nghĩ, nghĩ là không có đáng gì hết. Còn những cái khi mà đáng nghĩ, cần nghĩ, mình lại không nghĩ được. Cho nên đó là cái mà nó phung phí. Còn bây giờ mình tập để mà có sức, nghĩa là tập trung làm chủ trở lại đó thì rất là tốt cho cái tinh thần của mình.
So you can see that habitually we tend to think a lot, and we tend to waste a lot of our energy in things that doesn't really exist or already in the exist or haven't exist yet or haven't coming. So basically we're living with the past and or the future and not living with the present. And he invite you to live with the present a lot more. That's why your mind and your body is constantly in every action of yourself, and that's the productive way of a meditation practitioner. Yes. Thì ở đây là cũng giới thiệu qua cho quý vị cũng có cái ý niệm, cái hiểu cơ bản. Và nếu quý vị có tìm hiểu sâu thêm thì thỉnh thoảng tới đây thầy sẽ phong hướng dẫn thêm. So this is just a fundamental, the basic step of meditation that he encouraged you and invite you to practice. But if you have any further interest or question or concern, you're more than welcome to come back and I will be able to assist or somehow help you to practice to have a better life. Bởi vì trong đạo Phật á, cái trọng yếu á là cái thực hành, tức là mình có tìm hiểu, có nghiên cứu để cho mình hiểu được cái rõ ràng, nhưng mà rồi mình phải có thực hành, tức là có thực tập á, thì mình mới có thể thể nghiệm mà được những cái điều mà mình nhận, mình hiểu, và chính có sự thể nghiệm đó đó thì mới có sự gọi là cảm nhận sâu xa những cái ý nghĩa mà nó vượt ngoài cái lời nói. Yes, as you know, the crucial in Buddhism or Zen meditation per se is its experience. It's not just in theory. You won't benefit anything from learning, but you have to walk the walk yourself. You have to experience what you learn and put it into practice. The same thing with the doctor. If he can get a doctorate degree, but he doesn't practice, then you know it doesn't help anybody. But yet, if he put what he learned into practice, and that's going to be a lot more beneficial for everybody, including yourself. And so the crucial, the essential point in meditation is practice, meaning experience what you learn, put it into practice. That's the only way you can experience and the true benefits from it. Other than that, you can learn endlessly, but yet it won't help. It won't. You won't benefit from it at all. Thì cũng mong rằng hay là cũng chúc rằng quý vị cũng có được những thời gian để mà nghiên cứu rồi để mà phải là huấn luyện đào luyện thêm trong cái nội tâm của mình để mà nội tâm của mình nó càng được nâng cao. So yes, I do encourage you to practice meditation to reflect and to learn to do your research. But again, the present point is to put it into practice, and that's the only way you will have a more healthier mental life, and definitely a lot more productive and positive in this life. Bởi vì khi mà tâm mình mà nó được ổn định á, được tốt á, thì dù cho mình gặp cái hoàn cảnh xấu hay là hoàn cảnh tốt, tức là hoàn cảnh thuận, hoàn cảnh nghịch, nhưng mà cõi lòng mình cũng được nghĩa là nhẹ nhàng, mình cũng có được cái đời sống nội tâm mình nó ổn định, thì cái đó là cái cũng là một cái niềm gọi là hạnh phúc mà chân thật trong cái cuộc sống. So yes, and even in a with practice meditation, even within a distressed life that some of you may have deal with, I heard the doctor said that he had been practicing for 30 some years and he wasn't able to sleep, and finally he go to sleep at night, and that's something that he was saying that you know, you have to put it into practice. That's the only way you can benefit from what you learn, and definitely be a lot more, you know,
productive. I think sometimes I lost the train of thought because I'm trying to focus on one point and I'm missing another point. So I do apologize. So he is open for question. If you have any question, that, you know, there's no such thing as silly question. It's the only silly thing is you don't ask. Yes. How did you get started? Yes. Have you ever done meditation? Tôi là sao mình có thể bắt đầu thiền. Yeah. Làm sao mình có thể bắt đầu thiền? Bắt đầu từ đâu? Thiền là bắt đầu thì cái phương tiện mà gọi là bắt đầu á, thấy không? Là mình tập để mà gọi là cái ngồi rồi điều hòa hơi thở, thấy không? Thì cái bước đầu để rồi mình tập trung cái tinh thần của mình, tức là ngồi cái thế nó ngay ngắn, nó ổn định, rồi mình gọi là điều hòa hơi thở. Trong cái cách điều hòa hơi thở nó có cái cách để mà điều hòa hơi thở. Rồi thì khi mà tập điều hòa hơi thở mình nó được điều hòa thì tâm mình nó tạm ổn định rồi đó, thì mình dùng cái tâm ổn định đó để rồi mình nghĩa là quán chiếu trở lại nơi nội tâm của mình. Just what he said is sounding very simple, but yet it's extremely crucial to our practice. Even I myself still having to repeat the same process. Is he said that when you, the fundamental step is to basically sitting, finding yourself a comfortable sitting position, and controlling or being aware of your breathing, when you're breathing in, breathing out, and there's a way that we can show you. But these process in sounding sound like everybody can understand. But the problem is, we need to actually put that into practice, which you have to dedicate yourself to a certain time in meditation, and that you just sitting in one position, just being aware of your breathing. That alone will already clear out a lot of erroneous thoughts or negative energy around you, and eventually your mind ultimately calm by itself. But it's, I'm telling you, it's easier said than done. It's you know, just saying, oh, sitting there, finding myself a comfortable position, and being aware of my breathing, I can do that. But you have to do it repeatedly until your mind, when you sit, then you don't feel like, oh, I want to go up and get a drink of water, or I want to watch this program and all the program, you know, that kind of things. A lot of time, as soon as you sit down, you want to do something else. So these kind of things, just like anything else, you have to train your mind. You dedicate yourself just to be sitting or whatever position you are comfortable with, and being focusing on your breathing, and that's the fundamental step. Yes. Yes, Kim. Is the Eastern monkey mind different from the Western monkey mind, or is the monkey a monkey? Về cái tâm con khỉ đó thì dù người Á Châu, người Tây Phương nó cũng không có khác nhau. Chỉ có khác nhau là cái cách nó nhảy, nó chạy thôi. It said the mind, the Western mind, the Western monkey mind and the Eastern Asian monkey mind are identical, it's the same. The only difference is how it's jump. Yes. When you're breathing, do you breathe in through your nose and out through your mouth? Is that? Khi mà mình thở thì mình thở vô bằng mũi, thở ra bằng miệng hay sao? Thì khi mình thở thì hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng. Nhưng mà hít gọi là hít vô cho sâu, thở ra cho sạch. Thì thở
đúng vậy, hít bằng mũi, thở bằng miệng. Yes, you're breathing in with through your nose deeply all the way down, and breathing out with your mouth. Yes, and all the way out, and, you know, everything just like leave. It's when you releasing your breath, you imagining all the negative is going out with that breath. So yes, that's the proper way, is breathing in through your nose and out with your through your mouth. Yes. Do you make sounds sometimes or all the time? Mm-hmm. Mantra. Is that audible? Mm-hmm. An awful breath or something? Mm-hmm. Khi mà thở thì có lên tiếng không? Không cần, mình thở nó một cách tự nhiên thôi, mà nó tự nhiên mà nó nhẹ nhàng, nó không ra tiếng càng tốt. Và khi mà tâm hơi thở mà nó nhẹ mà giống như có như không á, thì đó là tâm mình nó bắt đầu ổn định. No, you don't have to breathe it, you know, to make sound. Just breathe it naturally. Let your breathing naturally going in and out. And once you get that well in practice, your mind automatically be calm. But yes, just focusing on your breathing in and out. You don't have to force it. You don't have to make it longer or shorter. Or count it. Or count it. You don't have to. Yes, it's more step. You're just being aware of your breathing. You know that you are breathing in, and you know that you are breathing out. Just focusing on that at that point. But no sound, you don't have to make any sounds, yes. And that will definitely, your mind will be a lot calmer just to that step. Yes. Is there a certain time of the day that it's better to try to meditate? And how long are you striving to meditate for? Do you meditate for 15 minutes, 30 minutes, or is it just an individual thing? Có một cái thời gian trong ngày nào là tốt nhất để thiền không? Hoặc là ngồi bao lâu, 50 phút, 20 phút? Thì đúng là cái thời gian mà cái buổi sáng đó, không? Buổi sáng là mới sáng đó, thì cái trời thanh khí rồi thì nó tốt, nhưng mà cái này thì cũng không cố định, tùy theo cái sự gọi là sắp xếp nơi cái hoàn cảnh của mình, cái thời gian nào mình được rảnh rỗi, không có phải gọi là bận tâm nhiều thì nó cũng tốt thôi, nhưng mà cũng cái nơi ngồi đó nó cũng cần gọi là nó thông thoáng, thoáng khí, chứ đừng có nơi mà nó gọi là thiếu không khí hoặc là nó tối tăm thì nó cũng ảnh hưởng. Yes, there's no absolutely best time, but the suggested time is early in the morning. That's when the air is fresh, and that's probably the best time. But he said that it's all depending on everybody's schedule. But the time that you pick should be the time where your mind is more calm, where you already done all of your chores or your activities, that you don't have any worriness. And that's probably the best time. So it could be the best time for him in the morning, but it could be the best time for you in the afternoon. So it's not essential. It's not absolutely, there's no such bad time. The best time is your own bedtime, basically, your own best time. Is where your mind is a lot calm. You don't have any worry or anything else to do. The air, as far as the room or the position, is finding a room where air is breathable, it's fresh, and not condensed or dark or any of those places. That is, so the air flow. Basically, the air flow is definitely help with your meditation. In the West, we're very impatient. Is there a way to be a Zen master in 2 weeks? Mm-hmm.
thường á gọi là uống nhanh thì nó thành chậm, đúng không? Thì thiền sư mà trong vòng 2 tuần á, đúng không? Thì cũng được, nhưng mà thiền sư đó gọi là gọi là thiền sư mà gọi là ở trên cái gọi là thiền sư mà trên cái hình thức, hoặc là thiền sư mà trên cái gọi là lý thuyết, thiền sư trên lý thuyết cũng được, còn mà thiền sư mà chứng nghiệm á thì khó. Yes, you can. For an individual, the more that you want to be fast or quicker, it's going to be turn out the opposite. But he said that you can be a Zen master in 2 weeks, but that's in theory. So you can read all the Zen and you can be a Zen master in 2 weeks. But a true Zen master, no, you have to practice it. You have to experience it, yes. So we can give you a name, Kane. You can be a Zen master, but you know, only yourself would know you are a true master or not. Dạ, bạch thầy có một người xin hỏi mà xin thầy có thể hướng dẫn một thiền I have a question here that asking, can he sit down and demonstrate his meditation? Please. Mm-hmm. Mm-hmm. Very important. It's excruciating. It's crucial. Your back always has to be straight. Yes. So if your back is straight, then your air, the airflow, will be a lot more smoother. If your back is bending, the breathing is going to be, a lot tougher. So your back is essential. Rồi ngồi thì cũng có hai thế nha. Nếu mà người mà chưa có quen á thì cũng có thể ngồi chân trên chân dưới thì chân nào cũng được. There's two positions that you can sit in meditation. This position is basically called half lotus position. If you're not comfortable, you can sit it this way. And this is one of the positions. Tức là chân trên này hoặc là chân này cũng được. So your left on your right or your right on your left, it doesn't matter. Còn nếu mà ngồi quen thuần thục á thì ngồi hai chân bất hành lên luôn. So once you are already comfortable and be able to do your years of practice, then you'll be able to sit cross-legged, which is the full lotus position. Thì hai đầu gối này đúng ra nó phải chấm như nhà sáng này nè, đó thì thế nó vững. Còn những người mới thì có khi là ngồi thẳng lên này. So a really stable, firm position, a strong position is when your both of your knees are pretty much down onto the cushion. But for the beginner, for some beginner, one of the legs might pop up, for the beginner. Rồi thì nghĩa là mình canh, thấy không? Mà nhìn mắt thì nhìn xuống dưới chừng khoảng 6-7 tấc hoặc 8 tấc thì có cái người cao người thấp nó vừa chừng, đừng có ngước quá, đừng có cúi quá. So your eyesight should be about 3 feet from you. It shouldn't be all, your head shouldn't be racing too much because that's going to cause a lot of distraction.
But it shouldn't be all the way down too much because that's going to keep you, make you go to sleep sooner. And it's hard to breathe. So it's basically a pretty much a 45 degree angle, just looking straight down to one point toward you, in front of your eyes. Mắt thì mình mở ba thôi, không có mở to lắm là dễ loạn, còn nhắm là dễ buồn ngủ. And your eyes, you should open like one third. Instead of, if you open it all the way, your eye all the way bright up, it's going to cause a lot of distraction because you'll be able to see a lot of view around you and, you know, thoughts generate. But if you close it, it's going to make you go to sleepy a lot faster. So yeah, open just about one third. That will help you focusing a lot better. Hai tay thì đây vậy. Bên đây nếu mà nó có thấp á, thì mình có lấy cái gì mình chiêm cái xăng hay gì đó, chiêm trên hai bên á, ngang bằng nhau. Yes. And this is how you, the lowest position sit is, you can put one hand on the top of the other, like this. And if sometimes your hand is not level, you can use something else to, you know, put it on to make it level. And basically just relax your hands. You don't have to be, you know, all strict and with your muscles. You know, just relax your hand, but in that position. Vậy đó thì trong cái ngồi đó rồi sau đó thì mình mới gọi là điều hòa hơi thở rồi điều hòa tâm ha. Khi mà xả ra thì cũng xả từ từ rồi cũng nhẹ nhàng à, tức là khi mà xả thì cũng giữ cái tâm nó bình thản chứ không có nôn nóng, không có hấp tấp. So when you after you sit comfortably in that position or however position you are comfortable with, and then you can start focusing on your breathing, and just keep doing that for however many minutes that you are comfortable with. So the releasing position is also important as well. The releasing position is when you release yourself from this position. But we're doing it with awareness and not with a mind that say, oh, I can't stand it any longer and I want to get this over with and just release. And that's also not, you know, not beneficial as well. And that's more like, you know, excruciating or torturing yourself. But yeah, do it with calmness and being aware of all of your releasing position. And I think that's it. If you have one. Would you tell him how much we all appreciate his generous time and sharing of his thoughts and experiences? And we know that in talking to us, he's taking his time away from the monks and nuns, and how much we thank him for that and appreciate it. Thank you very much. Yes. And thì đây thì với cái tinh thần của những người con Phật của chúng tôi thì thấy rằng quý vị mà có được cái tâm để mà cũng hướng đến để mà tìm hiểu mà thiền tu tập thì cũng rất là hoan hỷ, bởi vì theo tinh thần nhà Phật chúng tôi thấy rằng gọi là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thành ra với chúng tôi thì nhìn tất cả mọi người quý vị dù là Đông Phương hay Tây Phương cũng đều có tánh Phật hết, cho nên rồi luôn luôn là muốn giúp đỡ hay là trợ duyên cho tất cả để mà phát triển được cái tánh Phật hay là cái tâm sáng suốt đó, để tất cả chúng ta cùng sống mà nó có sự thông cảm, xóa tan bớt những cái ranh giới. For us as a Buddhist monk, we see everybody equally, and we know that every one of you have that Buddha's mind in you equally, and not just us or not just the Buddha. And that's why we are more than happy to be able to share what we learned with you, because we believe that you are just as equal as us, that you have that Buddha mind in yourself already. That's why we encourage you to practice. And once we get onto that level of practice, we don't differentiate ourselves
from the east or the west, or you know, we see everybody as equal in one mind. And then, why we are more than happy to be able to share what we learn with you, because we believe that you are just as equal as us, that you have that Buddha mind in yourself already. That's why we encourage you to practice, and once we get onto that level of practice, we don't have that much, we don't differentiate ourselves from the east or the west, or you know, we see everybody as equal in one mind. Is it polite to applaud? It's fine. He accepts. That's fine. Tonight. Yes.